nằm trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm tái lập huyện Lang Chánh, thôn Xuống Tròng, xã Đồng Lương đã phát động các phong trào thi đua cũng như lựa chọn công trình chào mừng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, thu hút được sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ người dân, từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết dân tộc, hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của huyện. Công trình chào mừng 40 năm tái lập huyện Lang Chánh được chi bộ ban thôn Xuống Tròng lựa chọn là bê tông hóa các tuyến đường nội thôn. Cùng với sự hỗ trợ xi măng từ cấp trên, mỗi hộ dân thôn Xuống Tròng đã tích cực đóng góp tiền mặt, ngày công để bê tông hóa 3 tuyến đường nhánh vào các khu dân cư với tổng chiều dài là 570 m. Sau một tuần thi công, đến nay các tuyến đường đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo thuận tiện cho bà con nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, góp phần nâng cao các tiêu chí của thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc lựa chọn công trình chào mừng, thôn Xuống Tròng cũng đã tích cực tham gia cuộc thi cơ quan đơn vị thôn bản sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn do cấp trên phát động bằng việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, khu vực công cộng như trồng thêm hoa, cây xanh và phát động các hộ dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, trồng hoa trước nhà và lắp bóng điện trước cổng, tạo nên phong trào thắp sáng đường quê. Thôn Xuống Tròng chúng tôi phấn đấu thi đua vừa là xây dựng nông thôn mới, vừa là thực hiện xây dựng các công trình để đón chào nhân ngày kỷ niệm 40 năm tái thành lập huyện. Thì thôn đã tổ chức cho bà con đã xây dựng thêm được vài tuyến đường bê tông hóa, tức là trên 500 m, và những tuyến đường này là được nhà nước hỗ trợ xi, còn lại tiền cát xoải và công là do nhân dân đóng góp. Và phong trào toàn thôn, tức là xanh sạch đẹp, sáng xanh sạch đẹp, thì chúng tôi cũng đã phát động và được đông đảo bà con nhân dân hưởng ứng. Thì bước đầu cho đến nay thì đã thấy một số hộ nhân dân đã thực hiện, thì có lẽ trong nay mai thì khả năng là toàn thôn sẽ thực hiện được theo những cái ý định đã ban thôn đã đề ra. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 40 năm tái lập huyện tại thôn Xuống Tròng, trong thời gian này, bà con nhân dân trong thôn đã tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo tại địa phương đạt hiệu quả. Có thể nói, những công trình phần việc của thôn Xuống Tròng, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi hướng về ngày kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, gắn với việc nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.